xuống mình đọc kinh ha. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Ngôi thánh đường, nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mà nắm u con ngày đêm, nhưng thầm xác hồn càng lan hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay là ngày đầu tuần, sáng thứ hai chúng con tập trung đến chậu chân Chúa để chúng con cảm tạ hồng ân của Chúa, và xin Chúa tiếp tục ban cho chúng con là những người bệnh tật từ xa đến đây, đang ở hiện diện trị bệnh dòng khu vực này, cũng như những người đến đây xin thuốc để về trị bệnh từ xa. Xin Chúa giúp cho chúng con, ban ơn cho chúng con để mau sớm hết bệnh, ngang qua công nghệ cháo nano, thảo dược nano và nước kiềm của Cha Phêrô Tường để lại đây. Chúng con mỗi ngày đến đây đọc kinh, khẩn cầu xin Chúa ban cho chúng con được những hồng ân này. Lạy Chúa tự nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí khô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi hoang thường, đem thứ tha vào nơi làm nhường, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem thính kính vào nơi nguy nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con ngồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa trên nay dạy con, nguyện an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lên, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin mở lòng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình. Kính mừng Maria, đời ông Phêrô, Chúa Trời ở cùng bà có phước lớn mỗi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lớn. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ, xin Mẹ che chở cho nơi này của chúng con, cũng như chỉ dẫn cho các bệnh nhân của chúng con đã đến đây được mau sớm lành tính theo ngang qua công nghệ của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, để chúng con được mau sớm lành tính để trở về quê hương. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Con mời cô chú anh chị em ngồi xuống, con nói chuyện mấy tiếng ha. Mỗi bữa mình nói chuyện vài tiếng đi cho nó vui. Có con thì con hay nói chuyện, còn chị Năm thì nhiều khi chị đọc kinh không, chị không có nói được như con. Cô chú anh chị em khỏe không? Cho đồng bó tay coi. Ở trong đây ai là bệnh nhân ta giơ tay lên thử coi. 1 bệnh nhân đó nha, 2, 4, 5, 6, khoảng 10 người ha, 10 mấy người là bệnh nhân. Mình ở quanh quẩn nhà trọ đây để mình trị bệnh đó ha. Tốt lành quá. Con khuyên như thế này, nếu như mà bệnh nhân mình muốn mau lành tính sớm thì mình phải ở những nhà trọ lân cận ở đây để mình được thuốc bó và thuốc đắp cũng như nguồn nước kiềm của cha, để mình lấy cái nguồn nước kiềm này mình đổ vô mình nấu cháo nano, thì cháo nano nó mới tiêu diệt tế bào siêu độc nhanh hơn là mình ở nhà. Nhanh có thể gấp 2 lần nha, có thể gấp 2 lần. Là con chưa nói là ở nhà thì ăn không đúng phát đồ nữa. Tại vì ở bên Mỹ bạn con là có nói rồi, có 5 người trị bệnh từ xa, từ nhà nó, thì từ Mỹ đâu có trị đây. Trị từ Mỹ ăn cháo nano, ăn trong vòng 1 tuần là bỏ cuộc hết 4 người. Bỏ cuộc lý do là ở nhà thì có quá nhiều cha mẹ, anh em, con cái ăn những cái món đồ ăn ngon, thì cái người này cái bụng mà thể đói là nó kêu. Mình ăn cháo nano là anh chút nó đói, nó kêu, thì những cái món đồ ăn này nó nằm trước mặt mình, nhất định nó sẽ bị cám dỗ về vấn đề ăn uống. Cho nên con khuyên cô chú anh chị em, có 10 mấy người ở đây, mời anh cứ vô ngồi một chút ha. Có 10 mấy người ở đây là trị bệnh tại đây thì rất là tốt lành. Xin lỗi anh mới tới hay là sao? Có thể anh tới đây như thế nào nè, anh đứng anh cầm cái này anh nói luôn, sẵn đây đọc kinh đó, anh cầm cái này anh nói đại đi. Dạ, con... anh từ đâu tới? Cơi cái lo là cái mi lên. Dạ con bác chẳng từ Long An xuống bác. Anh tôi thấy anh đi xe du lịch trắng mới thì đó, ai là người bệnh nhân? Dạ cha con. Ổng có xuống đây không? Dạ hôm nay cha con không có xuống, cha con nhờ xuống đem sổ xuống đặng xin thuốc về nhà phải không? Dạ dạ. Cha cưng bệnh gì? Dạ bệnh ca thực quản bác. Thực quản? Dạ. Bác nhiêu tuổi rồi? Dạ này 63 tuổi bác. Ồ còn nhỏ mà. Dạ. Đấy. Dạ. Ổng bị nặng lắm không? Còn ăn uống đi đứng gì được không? Dạ đi được nhưng mà ăn không được, với đặt ống thông ống mà bác. Rồi. Dạ. Rồi ha. Rồi thưa hỏi thăm chút vậy, là sẵn đây mình đang đọc kinh, tôi nói chuyện với cô chú á. Dạ. Rồi chút nữa gặp lương y ha, nó giải quyết cho, mà anh ngồi đi ha. Có những người như vậy đó tội nghiệp lắm cô chú anh chị em. Đi được nhưng trước đây là cha anh phải xuống đây thì mới có thuốc của cha Tường uống được. Lý do là biết bao nhiêu người đặt ống phải đi tới đây luôn. Còn bây giờ mình mở rộng cho cô chú anh chị em mình trong ở các tỉnh mà vì lý do bệnh nặng mà nhiều khi đôi khi là không có người đi nuôi, rồi con cái phải đi làm nó khổ sở quá, mà vì cứu cha mẹ mình cho nên phải đưa cái người đó xuống. Nhưng mà bây giờ con mở lại cái đường xa một chút, nếu mà người nào mà lọt vô cái hoàn cảnh đó hết sức là như vậy hả, nên lấy thuốc từ xa về nhà. Còn nếu như tới đây được thì giống như con vừa nói đó, ở đây mình có nước kiềm mới mỗi ngày, mình đổ vô do gạo và nấu ra cháo nano, thì đó mới tiêu diệt tế bào siêu độc là cực kỳ. Tại vì trong đất nước Việt Nam nó có 63 tỉnh thành, mà có nhiều tỉnh khác trị về đông y nó đâu có lành tính như của ông cha Tường đây. Bằng chứng là ở đây 10 tháng mấy mà lành tính 170 mấy người. Lý do là phải về nơi này để lấy được cái nguồn nước kiềm này đổ vô nấu cháo nano. Rồi bây giờ mình có cái nguồn nước mặn nữa, bị ngứa, bị ngái gì đó, mình xách về mình ngâm giải độc nữa. Đó vậy đó. Thì con khuyên vậy thôi, nhưng mà bây giờ con không có bắt buộc như là trước đây. Giờ bệnh tật rồi mà bắt buộc thì thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà cái công nghệ của cha Tường là cô bác anh chị em đều nghe trên mạng là đã biết hết rồi. Công nghệ này nó phải đi vậy và nó như vậy nó mới lành tính cao được. Còn nếu như mà chúng ta ở nhà, chúng ta chỉ biết thuốc cha Tường uống hết, còn mình ăn tùm lum tà la là thôi đừng ghé đây lấy thuốc, nó công mệt lắm. Không bao giờ hết và vĩnh viễn không hết. Uống đi rồi ăn đi, vĩnh viễn không hết. Rồi mắc công ở đây người ta làm thuốc làm men rồi sấy ra rồi đem đi về rồi ăn lung tung. Đừng nên đây lấy, đừng có nên lại đây mà lấy. Thì ở đây ai lại đây xin thuốc thì chúng con dặn theo phác đồ này phải như vậy, vậy thì ai cũng dạ hết. Nhưng mà rõ ràng bên Mỹ 5 người rớt hết 4. Thì người ta rớt rồi sao? Thuốc này vẫn uống á, ăn vẫn ăn à. Thì cái uống vẫn uống, ăn vẫn ăn thì chị bên Tây Y nó lẹ hơn. Chứ còn uống rồi ăn này thì đâu hết đâu ha. Cho nên cũng giống như là tôi nói sơ, anh đã hiểu ha. Khi về nhà anh cho cha anh uống vô cái phác đồ của cha Tường là thuốc thảo dược của cha Tường và nấu cháo nano. Không có nước kiềm thì mua ở ngoài ha, mua nước lọc, nước kiềm gì bên ngoài cũng được. Thì là nấu ra đúng công thức đó. Và công thức là công thức, nhưng mà cái ăn uống là cái quan trọng nhất. Bởi vì cơ thể mình đang bị mắc phải căn bệnh ung thư rồi, mình muốn bỏ đói tế bào siêu độc này mà mình ăn cá, ăn thịt vô, mình ăn ít, ăn nhiều thì ăn vô là nó dính. Ăn vô là không bao giờ tiêu diệt tế bào siêu độc được. Bởi vì chính vì chỗ này mà cha Tường bị đuổi về nhà, bỏ luôn cái chức linh mục. Bỏ luôn chức linh mục vẫn ok luôn, miễn cứu người được thôi. Vậy đó. Còn tôi không phải tôi nói giỏi, tôi bỏ bên Mỹ là gần năm nay đó. Tôi ở đây là phù đầu phù cổ, bao nhiêu mũi tên nó bắn vào tôi. Thì bắn đâu sao đâu. Đó là vậy, người đời mà. Trên cộng đồng mạng 1000 người là có 700 người, 800 người nó ghét mình. Nó bình luận là tại sao, tôi rất tiếc là tại sao không chịu hiểu cái đường của người ta đi như vậy. Mình giúp được cũng được thì thôi, mình ngứa cái miệng mình chọt nó vô trong đó để rồi nói cho nó không tốt lành. Thí dụ vậy. Thí dụ giờ con nói cho cô chú nghe chút xíu nữa ha. Và kể từ bây giờ luôn cô chú thử có đồng ý hay là có ai phản đối thì cứ đứng lên nói nha. Giống như cô chú nào, anh chị em nào về đây là trước đây ha, khám bệnh là phải ở đây hết, đã ở đây cho hết, cho nước, cho gạo, cho thuốc, cho dân dân. Thì bây giờ ai đến đây trị bệnh thì cũng cho dân dân giống vậy. Mà chẳng qua là mình không có trưởng phòng. Thì bây giờ mình về đây ở đông quá rồi, nó kẹt cho nơi này. Tại vì nó kẹt là kẹt làm sao? Tại vì cô chú bị yếu quá, chúng con không có trưởng phòng, không có bác sĩ để bắt mạch cho cô chú. Cho nên là cô chú nào mà yếu hoặc là bị kẹt gia đình gì đó, con mở rộng cho thuốc, rồi cho nước về nhà. Rồi con dự định là cho gạo luôn. Nhưng mà nó đông người tới quá thì bây giờ gạo không cho được. Con chỉ chẳng qua là chia lại thôi. Mà bây giờ chia thì sân si mà. Người ta đâu cần biết mà chia, miễn làm sao mày có cái chữ ở trong cái nơi cha Tường mà lấy tiền và đưa gạo ra thì coi như là bán. Thì cái này không trật. Cái này là miễn làm sao mà anh bán anh mới lấy tiền được. Còn trên đời này không có cái chữ chia. Cho nên con khuyên là cô chú anh chị em nào kể từ bây giờ mà đến đây xin thuốc về trị bệnh từ xa thì vui lòng y sĩ Tâm cho địa chỉ và số điện thoại của người bán gạo tỉnh Trà Vinh. Khi mình đi ngang đây là vừa ngang tỉnh Trà Vinh luôn, là alo một cái là mình mua mấy ký cũng có hết, khỏi mắc công người ta chở xuống đây. Khỏi mắc công người ta chở xuống đây, rồi ở đây chị em phải là sang ra rồi xớt vô. Đó là những người trị bệnh từ xa đó nghe. Tại mình phát ra cái công trình mà trị bệnh từ xa thì nó mỗi ngày nó đông người. Người ta tới về đây, người ta chủ yếu là người ta lấy thuốc và nước của cha Tường về để người ta trị bệnh. Thì bây giờ đông người quá, mình không có đủ tiền cho gạo như vậy, mình cho những người tới đây để mình giúp cho những người mà trị bệnh khu vực của cha Tường. Còn xa thì vui lòng mua bên ngoài tỉnh của mình, nó cũng có bán nữa. Mình tìm cái cách nào đó là mình hỏi, tại trước đây có quá nhiều người mình ở Cà Mau hay là Lâm Đồng rồi đó, nhiều khi cô chú bệnh, cô chú cũng không có đi ra đường thường, cho nên bây giờ cũng không biết gạo này ở đâu quán. Con nghĩ là con giúp tốt cho cô bác để cô bác khỏi phải chạy đi mua. Thí dụ bên ngoài nó bán một ký 37 hay là 38 ngàn gì đó, thì ở đây đại lý nó gì nó lấy y vậy, rồi mình mới chia ra cho cô bác trị bệnh từ xa là lấy 5 ký 10 ký gì đó, thậm chí 20 ký cũng được mà đó. Nhưng mà bây giờ là một số người ở trên mạng nó không hiểu, hay là nó cố ý không hiểu, nó cho mình là bán gạo đó. Cho nên chính vì chỗ này mà mình để cho nó khỏi, cho cộng đồng mạng phải để ý, để tâm tới vụ này nữa. Thì những người xin thuốc về từ xa giống như anh vậy đó, lát là anh lấy cái số điện thoại, anh muốn mua mấy chục ký cũng được, về vợ chồng con cái thì nấu thêm phụ ăn với ba anh, thì ở Trà Vinh nó bán. Rồi nếu mà nó bán mắc hơn thì anh nói là bãi thật là anh của cha Tường chỉ lên đây, và không được bán mắc hơn, cho dù bán từ ký cũng không được bán mắc hơn. Muốn gì thì gọi đó chuyện với tôi, đại lý đó, muốn gì nói chuyện với tôi. Và ở đây anh mua 37.000 một ký thì nói tiếng mua đi đó, chứ thật ra đây chia lại cho anh lên đó anh vẫn mua 37.000 ký, hay là anh mua rẻ hơn thì tốt, còn thể mắc hơn thì kêu người đó chủ đó nói chuyện với tôi, tại đây là nơi yêu thương cho không. Nhưng mà bây giờ nếu như con không có phát ra một cái chương trình mà trị bệnh từ xa thì nó đâu có chuyện này, ai tới đây mình cũng cho mà. Còn bây giờ phát ra trị bệnh từ xa, mình đang trị có 100 người mà bây giờ ra 300 người, thì một tháng là nó 1 tấn gạo, bây giờ nó ra 2 tấn là đồ bỏ đó. Mà 2 tấn gạo là bây giờ gần 80 triệu, thì có phải khổ đây quá không? Ở đây làm sao kiện toàn lại, không muốn xin tiền cô bác để mà trục lại hay là cái gì. Còn trước đây cô bác cho con cái đồng tiền gì để làm cái gì, con sẽ làm rõ ràng minh bạch hết. Tiền mua gạo làm rõ, tiền cho người nghèo làm rõ, tiền xây mã xây mồ, mua gạch, làm thuốc, làm nhà nước kìa, làm rõ ràng. Thiếu bỏ vô, bỏ 100 mấy chục ngàn đô trong túi từ cha Tường chết tới bây giờ, con bỏ ra để con làm. Tại vì ở đây con bỏ con không có tiếc. Đây là chỗ ông nội, ông ngoại, cha má con rồi, ông cha Tường chết đâu. Đây là gia đình và dòng họ, dòng tộc. Con có thể thậm chí mà thí dụ căn nhà con bán, con bán cũng được á. Thí dụ giờ con bán 200 đi, con bỏ ra 100.000 đô con làm cho ở đây. 100 tôi cho con cái ta luôn, đó cũng vẫn được vậy. Mà chưa đến đổi đến mức đó. Tại vì trước giờ cũng có cô, chú, anh chị em thương yêu mình. Rồi mình lần lượt cái nào. Thí dụ nhiều tháng nó thiếu gạo rồi không ai cho tiền thì con tự con bỏ ra, con đâu có la làng lên là thiếu gạo. Nhưng mà bây giờ mình đi qua con đường này có khi nó phải cần tiền gạo nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ con chốt lại hiện bây giờ là từ trong ra ngoài cái công trình của cha Tường bây giờ còn có 7 người thôi đó. Mà trước khi mà có trưởng phòng là 21 người. Thì bây giờ chia 7/3 21 hả? Bỏ ra 2/3 công nhân trong này. Công nhân chứ không có ai mà nói cái tiếng mà làm bác ái yêu thương đâu. Không có. Lấy tiền hết. Lấy ít lấy nhiều, lấy ít không được. Phải lấy đúng đàng hoàng với cao hơn. Khổ không? Khổ đủ thứ mà cắn răng, chịu tội, chịu đựng. Bởi vì ông cha Tường và vì cô bác để giúp. Còn nếu như con không đứng đây là cả làng này nó trục lại. Cái làng của mấy quả đen dưới này nó trục lại. Còn tất cả những hôm nay mà con nói đi đường đi như thế nào, xã huyện tòa án xử thế nào là con nói bằng sự thật, không trật một câu. Ở đây người ta có quay phim đàng hoàng không có một cái câu nào mà trật hết. Tại vì con không muốn ra đâu mà bà chị thứ hai, bả già bả yếu rồi, mà mấy đợt này bả bệnh nữa. Bà đi tới lui phụ lau mã thôi. Bà nói chú Bảy ơi, cậu Bảy ơi, bây giờ tôi già yếu xuống dưới, ai hỏi tôi đứng lên tôi nói người ta sao tôi vậy, các bạn ngồi xuống à. Cho nên tôi ủy quyền cho cậu á, cậu đi trong cuộc họp này đi. Tại vì cái cuộc họp này là cả gia đình đồng ý ký tên thưa hồi tháng 1 tới giờ, thưa để mở lối có cái con đường đi thôi, không cần phải lấy, miễn sao có đường đi thôi. Còn bây giờ mà xin không cho, mua không bán là mấy đứa này nói vậy mà thì đâu có được. Tại vì cái quy luật ruộng trong nông ruộng ngoài con đã nói rồi, cho dù vài ba công trong này thôi, người ta không có đường đi, không có nước chảy, không có ra vô thì người ta chết ngộp. Ở đây sao đường đâu người ta ra, người ta trồng hoa màu. Đặc biệt ở đây là cũng phải tệ lắm, cũng trồng lúa ha, trồng dưa hấu, trồng bắp cải gì đó. Còn bây giờ mình trồng nguyên một cái dàn thuốc nam đó, thảo dược, rồi nguyên một cái dàn động vật để mà lấy phân bỏ vô vườn thuốc. Đây là một cái doanh nghiệp tư nhân. Cha Bét Tường yêu thương cho không mà cha Bét Tường chết rồi con không bỏ tên cha Tường. Cha Bét Tường Thật Nguyễn. Đây là doanh nghiệp nha. Cái mảng nào không đủ giấy tờ đóng cái mảng đó. Thí dụ giờ mảng khám bệnh không đủ giấy tờ đóng cái mảng khám bệnh. Còn ở đây là doanh nghiệp à. Ngày mai này tôi xin mở nói thí dụ nha, tôi xin mở một cái tờ giấy trong doanh nghiệp, tôi có cái tiệm vàng, tôi bán vàng được không? Tôi mở một cái doanh nghiệp, tôi hớt tóc được không? Tôi uống tóc được không? Tôi mở cái doanh nghiệp là khám chữa bệnh Tây Y được không? Đầy đủ giấy tờ, chính quyền cho thì mình khám. Đây là doanh nghiệp đó, cho nên mọi người cứ sân si, mình yêu thương cho không mà cứ sân si, không biết tâm hồn họ đi đâu, tâm hồn họ như thế nào. Quá lẽ sống trên đời này vậy mà sống để làm gì đó, cho nên rồi hai vợ chồng con dù sao nữa cũng là nguồn gốc ở đây. Nhà cửa này con cất không chứ ai. Ban đêm ban hôm giờ này con cũng đang sửa lại đó. Đó để giữ lại cái nhà tổ tiên, cha mẹ, nhà của cha Tường là Út ở đây. Đó, ban đêm con cái nào con sửa không, con ngủ không được là con ngồi dậy sửa, con là thợ mà, là thầu nữa. Có thằng thợ nào ở đây mà giỏi hơn con được. Đó, cho nên là tại vì họ không muốn hiểu hay là họ cố tình hay là họ không hiểu, mà cái trên đó thì mình cũng không có sân si. Thì người này nói vậy, người kia nói khác. Nhưng con muốn nói ở đây, cô chú anh chị em phải hiểu cho chúng con là đến đây chúng con sẵn sàng thuốc với nước của cha Tường là phà luôn, trồng thêm 5 công nữa mà. Và con phải mua chiếc xe để con mai chiều, tại vì có một cái cô đó cho con căn nhà ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Thì mai chiều con mai chiều ở đây xong xuôi rồi con mở một cái phòng khám bệnh ngoài đó đó. Cho nên bây giờ đi đây Lâm Đồng và cái xe quẹn là sao chạy, xe 4 bánh chạy còn không nổi nữa, 8 tiếng bây giờ đi bằng xe gì. Cho nên là điều đầu tiên nhất, con đang có một căn nhà ở Đà Lạt, Lâm Đồng, thì con đi tới đi lui đặng con coi, con giúp cho bà con ở nơi đó. Có người đứng trưởng phòng, có 2 lương y đứng đó giúp cho người ta. Thuốc ngoài kia trồng chưa kịp, thuốc này chuyển ra trong đất nước của mình, trong các tỉnh của mình, khỏi phải đi về đây xa. Đó, thì nơi này là nơi cốt lõi của cha Tường, vẫn là yêu thương cho không vĩnh viễn. Đó, và nơi nào con mở cũng đều yêu thương cho không vĩnh viễn, không lấy tiền, nhất định không lấy tiền. Còn bây giờ mình nói để cho nó khỏi phải hiểu lầm là những người trị bệnh từ xa tự ghé đó mua gạo chở cho nó gần. Đồng ý không? Cô chú đồng ý không? Ở đây có ai muốn nói cái gì không? Đứng lên nói thử người ta. Nãy giờ con nói như vậy đó. Vấn đề mà trị bệnh, vấn đề mà mua gạo, hay là vấn đề ở đây nhà trọ, thí dụ vậy. Có cô chú nào nói gì không? Thể hiểu được thì khỏi nói cũng được. Là đường lối chúng con đi là vậy. Tại vì là con đã phát triển mạnh lên mà. Phát triển mạnh lên là cô chú nào giống như ba của anh. Anh xách cái hồ sơ về đây là tôi không có lý do nào tôi không cho ba anh thuốc được. Mà cho ba anh thuốc, và nước muốn lấy bao nhiêu thì lấy, và gạo đáng lẽ phải cho. Nhưng mà cái gì cái chương trình này 10 ngày nó quá đông người thì không có tiền, đâm ra không có tiền mua gạo. Mà 21 công nhân ở trong đây con kiện toàn lại là còn có 7 người thôi. Thì bây giờ tại sao mắc mớ gì mình 21 người mình bỏ 10 người đi, còn lại 10 người mình cũng khỏe một chút, mình bỏ lại hết trơn còn có 7 người thì nó thiếu quá rồi. Chính bản thân mình phải lủi vô để làm, là tại sao mình muốn làm sao cho không tốn tiền. Rồi nếu cô bác cho mình cái gì làm đúng cái nấy thôi, mình không có xin tầm bậy tầm bạ. Vậy còn bây giờ thí dụ con ở đây thì vợ con nó cũng ở đây, nó cũng phụ là quay phim hay là nấu cơm giặt giũ gì đó cho trong lúc thời gian con làm cái gì. Thì bây giờ chẳng lẽ bây giờ nó đi ra ngoài chạy xe bánh này, trời mưa thì gió, muốn đi về bên quê vợ không có, rồi con cái nó muốn cho má nó cái gì để mà mua cái gì, thì bắt đầu cộng đồng mạng nó trục lại, nói mình trục lại. Vậy nó khổ không? Bây giờ con là con đi xe đạp được đó, con ăn chay nằm đất được đó, còn vợ con làm sao? Nó không được giống như con là dòng máu của ông cha Tường, nó là dòng máu bên kia à. Vợ là người dân à, con là con của vợ à, chứ không phải con của con. Đó là cho nó vui. Thì như vậy thì nếu như vợ của con mà nó ra đường nó bị gì hay là cái gì đó thì con cái con nó đâu có chịu được. Nó phải tạo điều kiện dù sao. Cha của mình theo chú mình thì khổ không nói, nhưng mà còn má của mình chi. Đó, thì mà thể mà lỡ mà bây giờ mình mặc bộ đồ mới thôi nó cũng nói nữa. Như vậy là sao? Cái này rõ ràng là không hiểu cho đời. Hiểu cho một người đời, người ta có một cái chỗ ngủ, chỗ ngơi, có chỗ ăn uống thì mới đứng lại làm việc được. Mà mình muốn cho người ta phải nghèo và phải chà đạp đi dưới đất, và đồng thời là đi thì phải đi bộ hay đi xe đạp thôi, và đồng thời ăn chay nằm đất mới cúng người được. Không có nghe. Cái người nào đi tu, chưa chắc thì người đi tu người nào cũng làm như vậy được đâu. Đi tu còn nhậu là ăn thịt chó, là đi xe hơi, xe quýp mới đi. Đó là tu á. Con không nói xấu đạo nào, mà đạo nào cũng có người như vậy hết. Còn cha Tường thì quá lẻ rồi. Có nhiều người đi tu cũng là ăn chay nằm đất như cha Tường. Còn con là không phải đi tu, con người đời. Con giúp cho cô bác được cái gì, con nằm đất được phần nào thì đỡ phần nấy thôi. Đó, bây giờ thế vợ con vậy đó. Thì mọi người hiểu con rồi ha. Từ nay ai nói nghiêng nói ngửa gì thôi mình không bàn tới nữa. Mình lo cái bệnh của mình và mình lo phát triển công trình của mình ở đây để cho nó phát triển mạnh lên. Và có thuốc, có men, có nước, có nồi. Cô chú anh chị em nào đến đây có gạo, có thóc cho hết. Còn cô chú nào mà anh chị em nào xin thuốc gì từ xa, vui lòng lại chỗ đó, hoặc là tỉnh của mình nó có bán gạo thì mua, để cho người ta khỏi nói nặng nói nhẹ, cái đầu mình nó phân chi. Vậy là kiện toàn một cái nữa là quá đã rồi ha, khỏi phải lo lắng gì nữa. Bây giờ như thế này nha. Ngày mai là con sẽ mời cô chú anh chị em vào lúc 8 giờ như bữa nay, mỗi bữa vậy nè, mình đọc kinh chúc, mình cầu cho linh hồn cờ ra ra là má của con. Năm rồi con với cha Tường có làm đám dỗ lần đầu tiên mà chết 5-6 năm rồi. Thì nếu mà lâu thì mình cũng không cần đám dỗ làm gì, nhưng mà bây giờ thì mình cũng không có phải vui vẻ gì mấy mà để mình ăn nhậu hay là gì. Nhưng ở đây chúng con cũng sẽ có làm đồ chay. Chắc phải nhờ chị Năm nấu lẩu chua, lẩu ngọt gì đó. Rồi sau khi mình đọc kinh xong, mình vô mình nhận thuốc, nhận nước, rồi mình để đâu đó đàng hoàng, là mình ăn vui chơi một bữa rồi hả về. Đó vậy đó. Để con suy nghĩ có rủ mấy đứa bạn hay là dòng họ bên má con không, thì nếu có thì cũng có bàn hay bàn gì nữa thì cô chú khám bệnh đi ra về rồi nó không còn nhiều người như lúc trước. Còn cho nên buổi trưa tới buổi chiều thì ở đây cũng hơi buồn, mà nhân dịp này thì mình cũng cầu nguyện cho bà già, linh hồn cho bà già đó, rồi ai có thể ngồi lại chơi với mình, ăn chút, uống gì đó. Muốn uống bia trong nhà nó cũng có dư 2-3 thùng, uống 1-2 lon, nhưng mà bệnh nhân không có được nha. Còn mà người nuôi bệnh cũng không được uống bia tùm lum tà la, phải lo nuôi bệnh nhân. Nhưng mà đến đây thì ngày giỗ má của cha Tường thì uống một hai lon không sao. Con đó ha, con uống bia uống rượu dữ trời lắm, nhưng mà một năm con uống 3-4 lần là dữ lắm. Có đám tiệc gì dữ dội thân thích lắm thì con uống rồi. Con uống khi cả thùng vậy, lái xe về bình thường 24 lon bia con uống 20 lon là lái xe về nhà bình thường. Chưa bao giờ ở nước Mỹ mà không uống rượu uống bia mà không biết đường lái xe về. 10 người là phải té hết 8 rồi đó, là mình vẫn chạy xe về. Nhưng mà một năm uống có 3-4 lần, 4-5 lần là dữ lắm, là đám tiệc á. Nó vậy. Cho nên ngày mai mình nuôi bệnh thì có thể cũng uống 1-2 lon. Mình ngồi đây nè, cho nó vui ha, cô chú anh chị em đồng ý không? Đó vậy. Rồi cái gì cái thì con khuyên tóm lại một cái ha. Cô chú anh chị em đến đây trị bệnh nơi này, mình đi trị bệnh như giống như mình đi nghỉ hè, nghỉ mát thôi. Trong vòng 3 tháng trở lại, 2 tháng mấy nó lành tính, 3 tháng nó lành tính, thì mình vợ chồng hay là người mà đi nuôi bệnh đó, cháu chắc gì đi nuôi người bệnh đó, cố gắng ở lại đây. Ở lại đây là ở nhà trọ đó nha. Ở nhà trọ chị Năm là có thầy Năm là thầy bó chuyên gia của Cha Tường mười mấy năm. Và lương y ở đây là y sĩ Phạm Thanh Tâm. Tối người ta về đó hết, còn ban ngày lấy thuốc về. Thì muốn thầy Năm ơi, tôi bó mình tôi bó được đó, nhưng mà tôi bó bị rớt hoài, thầy bó giùm tôi là ổng bó liền. Ổng giúp cho. Mà ổng là nhà trọ có pháp lý, chịu gì pháp lý cho cô chú hết. Cô chú đau bụng cái là ông nhà trọ rồi, tôi đau bụng quá kêu xe tôi là có. Rồi bây giờ cô chú anh chị em mà đến đây trị bệnh, đến chỗ nơi Cha Tường mà chú Vải ơi, bây giờ muốn kêu xe đi bệnh viện mà không có, đây tôi có xe ngang đó ngang. Mà con có bằng lái của Việt Nam 10 năm. Bằng lái này nó dễ lắm. Bằng lái xe 4 bánh của con là bên Mỹ về đây đổi ngang, làm hồ sơ giấy tờ đổi ngang tốn có 300-400 ngàn vậy đó thôi, không phải học lại đó. Cho nên là con chạy từ Cần Thơ về đây là chuyện bình thường đó, con mới vừa chạy đó. Cho nên cô chú có gì cứ gọi con sẽ ủng hộ. Ngày nào con còn ở đây là con sẽ giúp cho cô bác hết mình, hết khả năng thôi. Còn quần xà lõn cũng giúp nữa mà. Rồi nếu như mà con đi gì về thì ở đây con điều hành ở đây chạy ngon lành, có thể 2-3 công ty, 2-3 doanh nghiệp này trong đất nước Việt Nam để giúp cho bà con, chứ không phải chỗ này không. Giúp bằng cách gì không cần biết, nhưng mà nhất định không lấy tiền là được rồi. Thì cô bác cho bên ngoài mà cho vô được cái gì thì phải làm cho rõ ràng. Tôi cho anh tấn gạo để anh mua cho bà con, tôi cho anh 10 triệu để giúp cho người nghèo, tôi cho anh cái đó là để mua trồng thuốc, tôi cho cái đó tiền đó để mua rơm cho tiền điện. Thì con làm y chang vậy thôi. Chứ chưa bao giờ con thấy được cái gì đâu. Nhưng mà một con án không làm nên mùa xuân được. Nhưng mà một con án nó có thể làm cho nó có cái ánh sáng là chuẩn bị mùa xuân tới. Còn bây giờ nhiều con án mới làm lên mùa xuân. Mà cho nên con nói cái câu đó, là cái câu ai cũng biết. Cho nên là nhiều cô bác anh chị em trong ngoài nước giúp cho Cha Tường, và cho đến bây giờ và đứng tại đây thì mới được vậy. Mình phải hết sức là tạ ơn, hết sức là tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người. Nói vậy thì thôi về hiểu nhau hết rồi ha. Con là vui lắm. Con biết cô bác làm sao, nhiều khi bệnh nó hơi buồn thôi, vui vẻ lên, cố gắng chạy theo phác đồ của Cha. Rồi con người mình ai chết ai sống gì đó Chúa định, trời định cho mình. Nhưng mà mình bỏ luôn cái bản thân mình thì mình chết sớm thiệt à. Còn mình cứ đi cho còn nước còn tát, rồi đến khi mình nhắm mắt lìa đời là đó vui vẻ cả làng. Trước khi chết còn nói được là bà phải nói câu bye bye mới chết, đó là ok nhất á. Nói vậy đó. Con cảm ơn cô chú anh chị em ha. Xin mời tất cả mọi người đứng lên đọc kinh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Cha Phêrô cùng đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Như anh cha và con và Thánh Thần. Cảm ơn cô chú anh chị em nha. Lần lượt vô và Lương Y với phó giám đốc phát thuốc cho phát gạo rồi chắc. Chị coi ngồi nó không có một tí là chị phải ngồi với tập. Chút thôi, chút xíu. Nay trên người chú sao anh? Dạ nay em khỏe chị. Dạ ổn. Lần trước chú bị nhiễm trùng á, nhiễm trùng cái vị trí cái trong bụng á thì giờ nó như thế nào? Nói chung về ảnh xử lý lại cũng ổn chị, cũng êm mà. Là mình đi lên bệnh viện mỗi ngày luôn hay là? Dạ không, lên một lần đó xong rồi chỉ xử lý với khâu đồ lại đó, với cho thuốc thuốc uống mỗi ngày á. Thuốc uống mỗi ngày mình có cách ra 2 tiếng không hay là uống làm sao? Như kháng sinh là chị, nhưng là kháng sinh với thuốc gì đó chỉ có 2 thứ thôi. Dạ, nói chung nay cũng êm cũng ổn lắm. Nhưng ý đó là mình phải uống với cách thảo dược của cha là 2 tiếng nha. Dạ, dạ đúng rồi chị. Đừng có uống sát quá hay uống gần, hoặc là mình lấy cái nước thảo dược thì mình uống không được. Dạ, nghĩa là uống riêng cách nhau hả chị ha? Đúng rồi, dạ, thuốc dạ. Tây với lại thuốc thảo dược bên mình cách ra 2 tiếng. Dạ rồi chị, biết. Chú ăn ngày được bao nhiêu lít cháo anh? Nói chung là liệu trình là đủ hết luôn hả chị? Tại vì khi mình bơm vô chứ là một ngày một khẩu phần như đó là hết luôn á. Dạ. Cái phần ảo chú còn không? Còn, nay hơi nhiều hơn nữa. Nhiều hơn nữa. Và vậy cha mới hỏi uống nước dừa nè chị. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Tán cây chú cho các đồ nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ.